Hello mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay mình quyết chiến sẽ trở thành zombie tím trong virus thay ma nha. Chừng nào trở thành zombie tím được mới thôi mọi người à. Hôm nay là mình có linh cảm mình sẽ trở thành zombie tím. Nên là các bạn liệu đó nha, liệu chạy đi nha. À, chưa gì mà đã theo ám chị Duyên rồi, các bạn thấy chưa? Trời ơi, tôi mà làm zombie tím là tới công chuyện với tôi liền. Ê, rồi rồi, đứa nào đâu, đứa nào nói ám tôi đâu? Đâu rồi đâu rồi, trời ơi, thả khói các bạn ơi, thả khí độc cho tôi gửi rồi. À, thấy bóng rồi, trời ơi, chạy đâu thoát em ơi, chạy đâu mà thoát, trời ơi. Cái đứa đầu tiên nó ám tôi, bắt nó đầu tiên các bạn à, nghiệp quá. Đâu rồi, rồi từng đứa sẽ lên dĩa, trời ơi, Thu Thảo chơi bình rô mà cũng bị cao đúng rồi. À, trời ơi, tôi cao rồi, không chạy nữa bé, không chạy nữa, trời ơi, thấy rồi, không chạy. Ủa sao mấy bạn núp cái chỗ mà kiểu không dễ phát hiện vậy ta? Còn, thấy một trái tim rồi, mình soi mới được. Đây nè, trời ơi, à, không có luôn, vậy đâu cho, đâu, bên đây hả? Ủa bên đây thì không có trái tim. Vậy là chỉ có quanh quẩn đâu đây thôi. Trời ơi, không biết có chơi gốc lắc không nữa. Đang soi mọi người à. Ở đâu ta? Ơi, không có luôn. À, tôi đang soi mấy cái gốc lắc, mấy cái khe này nè. Ủa, ở đây thì không có trái tim nha. Bên đây thì, bên đây cũng không có trái tim luôn anh em à. Ủa, mọi người dí ai bên kia? Kỳ vậy ta. Ở đây thì có trái tim nè. Đây thì có trái tim. Trời ơi, vậy mà nãy tôi đứng khúc kia tôi không thấy mọi người. Trời ơi, ai ngờ đứng khúc đầu mới thấy được nha. Còn hai đứa nữa ở đâu rồi? Hai đứa nữa trốn ở đâu rồi các bạn? Rồi trốn tìm. À, chỗ này đông đông nè, tôi thấy chỗ này có vẻ đông đông. Để từ từ để soi hết cái đã. Trời ơi, không có luôn. À, ủa trời ơi, khúc trên, đứa nào núp ở trên. Tôi mới thấy xì khói ra nó tiêu rồi. Trời ơi, ủa mới thấy xì khói ra luôn, không có trái tim nữa rồi. Thanh niên nào vậy, chơi thiên biến nhận quá vậy trời, lúc ẩn lúc hiện luôn á. Ôi đâu mất tiêu rồi, trời ơi, có khi nào giọt về đây không, mình phải kiểm tra thật kỹ các bạn ơi. Còn hai mấy dài, trời ơi, thanh niên nó giọt về đây. Ô mai chuối, nhanh nhanh vậy. Không được được đâu, trời ơi, một khi tôi ra làm zombie tím thì sao mình chạy thoát được. Zombie tím quá à. Đứng lại. Đứng. Ý, trời ơi. Zombie tím thiệt luôn mọi người. Ảo ma thiệt, đúng là. Tôi có giác quan thứ 6 rồi, tôi ngây lắm mà. Thường tôi để nhân vật bình thường này hay biến thành zombie tím á. Còn nhân vật to thì nhiều khi hiếm nha. Trời ơi, tôi phải bật công tắc lên thôi. Hồi nãy trước mà tôi đi á, tôi thấy mấy bạn kia còn ở đây rất là nhiều luôn. Mà sao giờ không thấy ta? Hồi nãy thấy mấy bạn kia còn ở đây quá trời luôn. Trời ơi, không thấy luôn, mày lại đi trốn hết rồi. Khu vực này không có. Ái chà chà, cũng khá là nhanh gọn lẹ đó. Đâu đâu đâu, mình vô căn phòng đây coi. Ơi ơi ơi. Ôi trời, rồi rồi, một bạn cào được rồi, hay quá. Hay quá, rồi có tín hiệu luôn. Ơi, tôi thấy là có cái bóng anh em à, có cái bóng. Ủa không, không có ta, có ai đụng thổi ở đây không? Có cái bóng rồi. Cái bạn ở phía trên, các bạn ở phía trên, cái bóng nó đi xuống ở dưới các bạn. Trời ơi, nhảy nhảy nhảy, giọt giọt giọt, nhanh lên này thì chạy, này thì chạy nè, sao mà thoát nổi. Còn ba người, trời ơi, trong đây có, hình như là trong đây có cái góc độn thổ hay sao á mọi người ơi. Hổm nhau tôi cào mà tôi thấy có bạn nào trốn mà cào mãi không được luôn, tôi cũng chưa biết cái góc đó là góc nào nữa. Bây giờ mình đi tìm kiếm tiếp. Còn ba bạn nữa luôn. Ba bạn kia kiếm phụ tôi nhất coi. À, có một cái. Đâu mà mới thấy tín hiệu luôn á. Ủa, alo, giọt đâu rồi? Nhanh đi trời. Từ từ nha, bình tĩnh. Có thể là ván này mình, nếu mà chơi ẩu nó thua luôn đó. Tại vì quá là rộng đi. À, một cái tín hiệu mọi người. Rồi, không, ở đâu ta, mấy cái đèn hả? Tôi nghe mấy cái ghế này quá, để soi rồi, mấy cái ghế này nó thẳng hàng không các bạn? Ôi, thẳng hàng. Không có ở đây rồi. Hay là mấy cái chỗ mà tôi hay trốn nha.
ở đây có tín hiệu, hay là các bạn hay trốn kiểu độn khúc này là độn thổ ở bên dưới mình không cào được luôn. Ơi đâu nhờ, hay là trong đây, trong đây. Ơi mình thấy cái bóng, các bạn thấy cái bóng không? Rõ ràng tôi thấy cái bóng này nè. Ủa hay là trời sao à, rồi các bạn thấy gì chưa? Ui còn 3 giây cuối cùng tôi nhảy lên tôi thấy bạn đó rồi nè. Má ơi không thể tin được luôn, trời ơi đây nè. Ui vẫn cao được chỗ. Ủa cái chỗ này đứng là được hả mọi người? Oh my god, dám hỏi thiệt luôn á, lần đầu tôi thấy luôn á, trời ơi trời ơi nha. Rồi à, xong rồi tới công chị Nghĩa rồi. À một lùm luôn. Đây nè, nhảy nè. Đâu rồi bạn kia đâu đó đó. Dí lẹ tăng tăng tăng. Ê trời ơi tôi bị lắc đó nha. Này thì nhảy nè. Quá trời mở à, mở nhạc cho mở nhảy mới được. Nhảy quá trời nhảy. À hai đứa, ê một đứa, trời ơi đứa kia các bạn, trời ơi nhanh trí chạy. Hay đó nha. Cũng lên dễ mà thôi. Lợi thế giùm mi tím mọi người ơi. À có một bạn chạy nữa, nhảy đi nhảy đi, tăng 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 nữa nè, tăng 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 nữa. Trời ơi chạy đâu cho thoát nè, còn một người nữa. Ui tôi cào được 4 người rồi nè, nhanh không, còn một bạn nữa thôi. Lợi thế của mình là làm giùm mi tím nha mọi người. Ván này hiểu số phận của Nghĩa rồi, còn một bạn nữa thôi. Đâu ta đâu ta. À rồi có tín hiệu rồi, cào sản luôn nè. Ý dính chưởng liền. Dính chưởng liền mọi người, win. Giờ là mình cào được bao nhiêu người nhờ? 5 người đúng rồi. Ý ý ý, bé này là biết ai thắng rồi nha. Ai làm giùm mi tím này sẽ có lợi thế nha. Nhưng nếu trường hợp không làm giùm mi tím thì sẽ như thế nào? Thì ở cái map này hy vọng là mình sẽ không làm giùm mi tím nữa. Nãy giờ làm cũng vài trận rồi, chắc là bé này chắc không làm nữa đâu mọi người. Thì mình sẽ ứng biến như thế nào nha. Ok vô. Trời ơi cái map khá là quen thuộc luôn, mà mình đang chơi bên cái map nước ngoài nữa mọi người. Map nước ngoài để xem là các bạn nước ngoài trốn như thế nào nha. Ok la luôn, di chuyển, trời ơi cái gì mà to như vậy. Có một bạn vừa bị bắt rồi con. Sẵn vô cái map này mình cho Nghĩa trả thù luôn, Nghĩa hôm bữa là thua, bây giờ cho Nghĩa gỡ lại nha. Đó 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 đó, có kèo không chị? Có luôn nha, ok. Trời ơi, 4 con zombie bị bắt rồi. A, à, trời ơi, Nghĩa kìa, Nghĩa kìa. Giọt qua đây các bạn ơi. Giọt qua đây, qua đây, qua đây. Zombie qua hướng kia rồi. Lên trên rồi, cục đá luôn, tới công chuyện. Mình sẽ trốn cái chỗ cũ thôi. Đơn giản thôi mọi người. Ui, có con zombie ở đâu vậy? Ở dưới đây hả? À? Rồi, núp ở đây. Đơn giản easy game luôn. Đó, chỉ cần núp ở đây thôi. Cho Nghĩa thấy mình luôn. Mình đoán là Nghĩa đang ở khúc trên các bạn ơi, khúc ở trên cao có thể nhìn xuống thấy mình nha, nhưng mà không sao. Trời ơi. Chừng nào mà Nghĩa bị bắt đi thì mới tới công chuyện nha. Còn bây giờ thì không sao, mình cứ núp ở đây thôi quan sát zombie. Ủa mà sao đằng đó đâu có tín hiệu đâu mà zombie tìm cái gì vậy ta? Thử xem là zombie bên nước ngoài chơi như thế nào nha mọi người. Ủa, chỗ đó đâu có tín hiệu đâu. Alo. Cạo gì vậy trời? Trời ơi zombie sản hết rồi. Ba con zombie này. Ủa, ủa có kìa trời ơi. Cái hình cái biểu tượng zombie nó che cái tên lại mình không thấy các bạn. Ơi 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 ơi, đừng đừng thấy tôi, đừng thấy tôi. Trời ơi quá trời zombie bên dưới mình luôn kìa. 1 2 3 4 5 con. 5 con zombie, 6 con luôn. Sao mà phát hiện ra tôi? Còn hai người nữa thôi là tôi với Nghĩa nha. 6 con zombie đang lục lọi. Trời ơi, hai con lên trên. Một con ở trên chắc phát hiện ra Nghĩa rồi. Không biết Nghĩa trốn ở đâu. Còn tôi với Nghĩa thôi. Nghĩa biết vị trí của tôi. Trốn chỗ này là không ai phát hiện ra mọi người. Vẫn như xưa ha, zombie vẫn như xưa. Ôi ơi ơi, đi qua nhưng mà vẫn không thấy. Trời ơi, sao mà phát hiện ra được. Chỉ còn 15 giây nữa thôi. À Nghĩa bị cào rồi. Nghĩa bị cào rồi, tôi phải giọt thôi. Thay đổi vị trí anh em ạ. Thay đổi vị trí để Nghĩa phát hiện ra. Đó, lên đây quan sát thôi. Ok la chưa, trời ơi. Win, easy game. Ôi, tôi là người cuối cùng thôi, trùm cuối thôi.
Công nhận mấy bạn bên nước ngoài tìm kiếm cũng khá là dữ dội ha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên lại cho mình một like và đăng ký kênh mấy bạn mọi người.